Noãn noãn, em gấu trúc siêu nghịch ngợm bị trả về nơi sản xuất chỉ vì quá kén ăn. Hello, chuyên gia đi giật lông công trong sở thú để xỉa rằng em panda cực đáng yêu này có tên Noãn noãn được chào đời tại Malaysia và sẽ trở về quê hương của mình vào năm 3 tuổi. Ấy thế nhưng khi mới được 2 tuổi, vì quá mất nết và kén ăn, cho nên em đã bị sở thú bên Malaysia yêu cầu trở về nơi sản xuất sớm. Noãn noãn chuyên gia đi đuổi bọn chim công trong sở thú chỉ để nhổ lông của bọn này đi xỉa rằng. Thậm chí cô con công vừa định xòe đuôi ra múa nhưng nhìn thấy em từ xa đã phải 3 chân 4 cẳng chạy biến ngay lập tức. Còn riêng độ kén ăn của em này thì khỏi phải bàn. Ngoài cái sở thích khác hẳn với đồng loại của mình là uống sữa và ăn cà rốt, Noãn noãn chỉ ăn mỗi trúc tứ xuyên. Nếu không phải từ tứ xuyên thì nhất định không sờ vào. Chính vì vậy mà phía sở thú bên Malai không thể chiều nổi em và không thể vận chuyển trúc sang kịp, nên quyết định vận chuyển luôn Noãn noãn về nơi sản xuất, đảm bảo sự an toàn cho bọn công cũng như nguồn thức ăn cho các con gấu trúc khác.